kênh YouTube Bất động sản Tiềm năng xin chào quý khách. Trong những tháng cuối thị trường bất động sản năm 2021 có nhiều triển vọng, giao dịch ở các phân khúc tương đối ổn định. Đặc biệt, những khu nghỉ dưỡng đang được khách hàng và các nhà đầu tư săn đón. Với vị trí thuận lợi, môi trường đáng sống và đặc biệt là tiềm năng tăng giá cao trong tương lai, bất động sản Bảo Lộc được xem là phù hợp và đáng để mua đầu tư. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách một lô đất nằm ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh. Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản Tiềm năng ha. Hôm nay Phước Sửu sẽ dắt mọi người đi xem một cái lô đất là khoảng 5 sào 2 ở xã Tân Thượng. Xã Tân Thượng, huyện Di Linh ha. Rồi, em đọc nghe phong gì? Cũng dưới kia đường nhựa là 77 mét. À, 77 mét, dưới kia là đường nhựa luôn. Ở đó mặt tiền phải không? Mặt tiền. À, ở đây thì trồng bơ nè, cây dũi nè. À, sầu riêng, đầy đủ hết luôn ha. Đất cũng bằng lài rất là đẹp. View rất là đẹp và có đường điện đi ngang qua phải không? Đó. View rất là đẹp luôn. Nhìn qua kia cái này là view, cái này ở ngư dưỡng thì quá tuyệt vời phải không? À, ở đây là có hệ thống tưới tự động hay sao chị? Là mình chỉ mở cái mở vòi là ở đây là tưới tự động hết cả nhà nha. Nên nha là giờ mở được không? Không. Mình bật điện mới được. À, mình mở điện mới được phải không? À, đây nè, à có những cái vòi mở tưới tự động đây là đây cái bếp. Cái bếp nó full. Đây, bếp full đây cả nhà. Đó, như cái này là mở ra là nó full mạnh lên phải không? Ồ, như vậy là hay quá, nó đầu tư rất là bài bản phải không? Bài bản luôn. Ở đây là những cái cây này là gọi là cây đậu. Cây đậu ha. Dạ, đậu này ăn luôn. Cây đậu nó giống như dây dạng như giống như đậu đục, đậu đục, đậu nanh không phải? Phải. Đậu này. Ở đây là tổng diện tích là bao nhiêu vậy chị? 5 sào 2. 5 sào 2 phải không? Dạ. Chiều ngang của cái mặt đường mà xe hơi này vào là bao nhiêu? Mặt tiền đường đất là 35 mét. 35 mét. Mặt tiền đường chính, đường bê tông là 77 mét. À, có một đường mặt tiền đường bê tông khi nãy mình đi ngang qua. Dạ, đúng rồi. Là 77 mét. Dạ. Rất là đẹp không? Hai mặt tiền luôn. Dạ. Hai mặt tiền luôn. Ở đây là vừa có thể ở mà vừa có thể là làm trồng trọt luôn tại nhà mình luôn, không phải đi đâu xa phải không? Đường điện thì đi ngang qua, hệ thống tưới nước thì đầy đủ hết. Ủa, nhưng mà em có thấy một cái điều rất là lạ là tại sao là ở đây là họ trồng cây á, thì họ mới trồng thôi mà trong khi những năm trước họ là trồng cây gì? Họ trồng cũng trồng cà phê. À, cà phê. Phá cà phê để trồng mấy cái cây này xen vào cho nó thu nhập nó cao hơn. Vậy ha. À, do khi trước là cà phê là cũng đang xuống giá, sau bắt đầu mọi người phá cà phê. Đúng. Nhưng mà mọi người thấy có một cái điều rất là việc là bây giờ là cà phê đang tăng giá lại. Trồng xen cà phê với lại trồng trái cây luôn. À, có trái cây nè, bơ ghép ở đây chắc là bơ ba tư với bơ bút phải không? Dạ. Những là sẽ cho sản lượng rất là cao và rất là ngon phải không? Dạ. Rồi, bắt đầu mình đi đi dọc một theo. Đây là ra cái hướng xe mình luôn phải không? Không, đây là bên này vô thác 7 tầng. Đây bên này là vô thác 7 tầng. Dạ. Mình đi dọc sơ qua coi sơ cái lô đất này tí xíu đi. Ủa, tới cái ranh kia là tới hết ranh của người ta phải không chị? Dạ. Là đây cà phê đầy đủ hết luôn. Nhưng mà ở đây thì pháp lý thì đầy đủ giấy tờ sổ hồng đầy đủ không chị? Dạ, đầy đủ. Cái này thì 1 sào 9 là đã cấp sổ rồi. Dạ. Còn hơn 3 sào là đang chuẩn bị ra sổ. 3 sào hơn là ra sổ, đã có trích lục đầy đủ hết rồi phải không? Trích lục đầy đủ. À, vậy là đầy đủ, nói chung pháp lý đầy đủ, không có vấn đề gì trục trặc, không có tranh chấp gì hết. Rồi, thì bây giờ mình đi theo cái con đường để đi ra đường lộ ha. Đường này thì xe tải vô cũng được, rất là rộng phải không chị? Dạ. Xe cửu long. À, sắp sửa đường bê tông, cái này là dạng như dân chung vào để đổ hay là nhà đúng nước rồi. Vậy? Ý là vừa nhà nước vừa dân. À, vậy là trong này nó có thác 7 tầng á. À, đây là đi vào một cái khu du lịch thác 7 tầng phải không? Dạ. Ờ, đúng rồi, hèn gì như vậy là đây là một cái cơ hội rất là lớn nếu mà đầu tư tại đây phải không? Dạ. Quá đẹp luôn. Ở đây ra xứ này gọi là đất đỏ phải không chị? Dạ, đúng rồi. Đất đỏ. Thì cái đất đỏ này thì rất là dễ trồng phải không? Dạ. Hạn chế dùng phân bón nhiều. Dạ. Nên nhớ là nó phù hợp rất là nhiều loại cây ăn trái nè, rồi sầu riêng ha. Dạ. Bơ. Khí hậu rất là tốt. Khí hậu rất là ok. Nói về khí hậu là ở cái vùng này thì cực kỳ mát mẻ phải không chị? Mát mẻ. Theo chị ở đây thì với Đà Lạt thì khí hậu ở đâu thì tốt hơn? Đà Lạt nó là không bằng đây. Không bằng đây. Tại Đà Lạt nó lạnh quá. À, vậy hả? Đây thì mát nè. Dạ. Dạ, nó mát hơn, nó trong lành hơn. Dạ. Rồi là ở đây thì chị sống ở đây được mấy năm rồi?
Em sống từ nhỏ luôn đây. Từ nhỏ ở đây luôn. Gia đình ở đây luôn dạ. Thì ở đây thì nó lạnh nhưng mà mát mẻ chứ dạ, không có cái dạng như là rét buốt giống như ở Đà Lạt phải không? Dạ. Chỉ có mùa đúng vào mùa hái cà phê là vào mùa tháng 11, 12 nó hơi se se lạnh. Y như mình lên trên Đà Lạt. Vậy hả? Dạ. Còn lại ở đây thì cũng khí hậu thời tiết cũng vẫn nắng mưa, nắng, mưa nó ổn định. Ở đây là có hai mùa hay là ba mùa vậy chị? Dạ nói chung là chỉ có hai mùa mưa nắng thôi. Mưa và nắng thôi phải không? Dạ. Thì ở đây á, thì trồng những cái loại cây như vậy á, thì bán thì thu mua ở chỗ nào đó mua bán có dễ dàng hay không? Dạ rất dễ anh. Tại, rất dễ luôn hả? Dạ tại ở đây có đại lý nó thu mua. Vậy hả? Giá nó rất ổn định nên người ta thích. Như vậy thì rất là tuyệt vời phải không? Dạ. Trong khi á, là khu dân cư ở cũng rất là đông đúc, cũng ở gần đây phải không? Dạ. Nếu mà ví dụ mà làm mình vừa nghỉ dưỡng, trồng hoa, trồng cây, rồi mình có thể là ở tại chỗ gọi là nghỉ ngơi giải trí thì ở đây cũng là một cái nơi rất là tuyệt vời. Dạ, mà cái hướng này á, là em thấy cái giá là nó còn rất là mềm hơn so với cái hướng ở Bảo Lộc phải không? Dạ, đúng. Đã, nhưng mà cách quốc lộ cũng rất là gần, đi lại cũng rất là thuận tiện phải không chị? Dạ. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là một cái cơ hội để sở hữu cho tất cả các nhà đầu tư mà muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng nè, đầu tư về cả ví dụ chăn nuôi, trồng trọt hay là nghỉ dưỡng sau cái mùa dịch Covid này phải không? Đấy, thì đây mọi người nhìn thấy đây, bước ra cũng không có bao xa nữa thì đây là đường quốc lộ rồi phải không chị? Dạ. Đường này thì kết nối từ xã Tân Thượng này đi đâu chị hả? Vào thủy điện Đồng Nai 2. Cái đường này đi ra thủy điện Đồng Nai 2. Dạ. Nếu mà ra thủy điện Đồng Nai 2 thì có phải là tỉnh Đồng Nai luôn không? Dạ không phải, nó ra cái tên là cái tên là nó vậy. Cái tên sông là sông Đồng Nai chảy qua. Sông Đồng Nai chảy qua. Dạ. Nhưng mà ở đây nó ra là thủy điện Đồng Nai 2 phải không? Dạ. Rất là đẹp luôn. Coi thử đường nó rất là lớn như thế nào ha. Trời ơi đường rất là lớn nè cả nhà ơi. Nè, đường này á là gọi là ba ô tô tải tránh nhau luôn. 8 mét. Rất là lớn luôn. View rất là đẹp luôn. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Vào khoảng vào khoảng hơn 2 cây. 2 cây nữa là vào tới thủy điện Đồng Nai 2. Chỉ có 2 cây nữa là vào tới thủy điện rồi. Dạ. Rất là gần hơn luôn ha. Cái này là tương lai nó làm khu du lịch sinh thái. Vậy là cũng có rất là nhiều nhà đầu tư du lịch về đây là làm cái nơi nghỉ dưỡng cho mình rồi phải không? Rất nhiều nhà đầu tư. Ở đây là có đôi dép. Đâu giống là một tập đoàn rất là lớn mà đã đầu tư ở đây rồi thì không. Nói chung nguyên mấy cái đảo. Đây nè, đây là cũng cái nhà đầu tư rất là lớn nè, họ làm nè, họ mở những cái khu du lịch rồi làm cái thủy điện năng lượng mặt trời nè, rồi trồng hoa trồng cây rất là nhiều ha, cho ra một đường rất là lớn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của Phước Sửu. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại ở nhiều video sau hơn. Xin cảm ơn. Quý khách có nhu cầu ký gửi, mua bán nhà đất Bảo Lộc, vui lòng liên hệ qua hotline 0918 089 169 để được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo.